Chào các bạn, chào các bạn nhà mình nha. Lâu quá rồi giãn cách lần thứ hai này, coi như là coi như từ ngày 2 đến ngày 16 là một chặng đường rất là cam go. Rồi bây giờ từ ngày 16 không biết đến bao nhiêu nữa, mà bữa nay là coi như là 19 rồi. 16 đây, 16 17 18 19 là được 4 ngày rồi. Được 4 ngày. Thôi bây giờ mình cứ ăn mì tôm tiếp tục. Ăn mì tôm. Này ăn mì tôm buổi sáng. Mời các bạn cùng ăn với mình luôn nha. Lâu lâu ăn thấy ngon. Mình nghĩ là các bạn cũng như mình thôi, hết món này qua món kia. Mà mình cũng có những cái bạn như ở thành phố, như bạn Ly hồi trước kia cũng quen biết với mình, cũng em út thôi, nhưng mà về thành phố Hồ Chí Minh ở thì nói chung là chú cha cô đó, cô bé đó thì nhiều món lắm, nấu nhiều món, bày nhiều món, và những cái bạn mình ở các nơi cũng bày rất nhiều món ăn. Mình thì bây giờ không có bày nữa, nhưng mà thôi có gì mình ăn cái đó. Hôm nay thì ăn lại mì tôm thì cũng thấy ngon. Lâu rồi, vắng lâu rồi. Không biết là ngày mai chương trình như thế nào mình chưa biết. Ngày nào mình biết ngày đó. Đi ra ngoài là rất khó. Đi chỉ đi xung quanh nhà và gần khoảng 100 mét là đi mua đồ, chẳng hạn như sữa cho su su của mình đó, rồi mình ghi lại những hình ảnh xung quanh thôi, chứ mình không đi xa. Tại vì bây giờ là giữa khu phố này với khu phố kia là đã có một cái rào chắn rồi, phường này phường kia cũng có rào chắn luôn. Thì bây giờ mình là người không mua đồ gì nữa cả, bà xã đã mua đồ để sẵn nhà hết rồi. Từ ngày giờ mười mấy ngày nay, gần 20 ngày rồi bà xã không đi ra ngoài, không đi ra ngoài, chỉ ăn đồ nhà rồi. Còn bản thân mình thì mình có đi ra ngoài bên là lần thứ ba rồi, lần thứ ba bữa nay giờ đi không biết là chuẩn bị đi đâu nữa, chưa biết. Nhưng mà khu phố, tổ khu phố gọi gì thì mình đi thôi. Tình hình như vậy, các anh em ở Pleiku rồi Phú Hồ Chí Minh, con cái mình cũng ở trong đó, rồi các bạn bè mình ở bên USA cũng có, Úc cũng có, Đà Nẵng rồi Phan Rang, nói chung là ở đâu cũng có rồi. Nhưng mà một số anh em mình mới vừa rồi mới liên hệ lại được, thì mình cũng mừng, rồi chúc sức khỏe nhau trong cái ngày dịch. Buổi sáng thì mình xối con cái cho nó mát mẻ, qua một đêm ngủ mơ thấy gì cũng thấy, nhưng mà mình ở đó giờ ít ngủ mơ. Ngủ mơ mơ gọi là mộng mị, nhiều cái điều cũng tốt, nhiều cái, nhưng mà cái đó là do thần kinh của mỗi người, mỗi người não bộ lưu lại hay không lưu lại đó là tùy cái thể trạng của mỗi người thôi. Mình cũng muốn có giấc mơ đẹp, mà từ ngày giờ mình không có mơ được cái giấc mơ nào đẹp á. Mình nhớ rồi. Nhớ lại trước năm 75, thời kỳ đó mình có học ở Nha Trang, trường Võ Tánh Nha Trang, ở đường Bá Đa Lộc á, mình đi tí xíu nữa là qua là sang Ba Ninh. Còn ở đó thì cũng vui, mỗi lần mình giờ đi về thì mình không có đi cổng trước mà đi cổng sau. Cổng sau tại vì nó nối liền với Huyền Trân Công Chúa. Ở mỗi lần mà các cái cô nữ học sinh đi ngang qua đó là bắt đầu là đá bào rồi các bạn. Ở ngoài sau cổng trường Võ Tánh Nha Trang thì nó có mấy cái quán nước có đá bào, thì bắt đầu là tụi này coi như là xúm nhau, coi như là bạn nào cũng có một nắm tay hết đó, cứ quăng chơi nghịch. Như hồi trước là chơi nghịch lắm, chơi nghịch là hồi trước mình học ở trường Võ Tánh Nha Trang, đường Bắc A Lộc gần bên là sang Ba Ninh. Hồi trước thì cái chiều đi học rồi là không về, ở mình ở trọ nhà bà thì ở phường Củi, phường Sài, là ở chỗ cái đạp Kim Đồng cũng có một bà đó, bà đó bà thứ bảy, còn bà ở phường Sài là bà thứ ba, nhưng mà chưa về. Chiều là vòng vòng đường Trần Phú rồi ra ngoài biển ngồi đó, thì bắt đầu là
mới gặp mấy bà, mấy cô là xem bó tay á. Đi qua đi lại cô nói thôi, chú mày đưa cho cô xem quẻ cho nó vui. Mình mới thật lòng đưa tay, nam tả nữ hữu, nam tả nữ hữu thì mình đưa tay ra chì ra. Bắt đầu là nói cũng có gì, nói chung công danh sự nghiệp thì nói chung là không tới đâu. Nói chung không tới đâu á. Nhưng mà chú mày là rất là căng, ai mà học lét cái là quất liền, không ngán, quất liền. Cho nên là mới gọi là họ Phan, Phan là Phan liều á, liều là liều mạng á. Mà vừa rồi là ở khu phố là mỗi lần mà ghi tên danh sách của mình là để họ Phạm. Họ Phạm là họ của bà già mình. Còn họ Phan là của ông già, Phan. Mình thích Phan luôn, thích Phan liều đó. Mà là thời kỳ đi học ở Nha Trang. Rồi sau khi giải phóng rồi mình mới đi bộ về. Đi bộ mấy ông xe Renault. Cái bạc biến rồi hồi trước là xe Renault. Đồn là nói là coi như là Phan Thiết đã là đầu đó hết trời rồi. Bắt đầu tới chỗ Cam Ranh là coi như rồi không đi được nữa. Máy bay tháo bom sập cầu hết rồi, đâu đi được. Và mình đi trên xác người luôn. Nó thật đó các bạn, đi trên xác người. Quần áo, đồ đạc, tất cả những cái gì là tư trang gia đình đem đi rồi cuối cùng vứt bỏ. Làm sao mà đem theo được, chạy người không cũng bị chết đó. Rồi bắt đầu là máy bay mà đi, máy bay nếu mà gặp máy bay trên không gì, bắt đầu mình chung xuống cái lỗ cống núp. Từ khi máy bay bay xong hết rồi, bắt đầu là mình mới chui ra rồi bắt đầu là mới thay xe. Thấy xe nó nghe xe thôi chứ thấy nghe xe buồn. Mình nhìn qua nhìn lại rồi phía trong cái đường ray xe lửa thì mới thấy một cái gì mà nó chạy lu ra. Thì thấy là bắt đầu là mấy chiếc xe đoàn xe Molotova của mấy anh bộ đội chạy từ những đó ra, ngụy trang mà đó, ngụy trang. Các bạn học sinh hoặc là các bạn đã biết rồi đó. Ví dụ như mình ở cái môi trường nào thì mình phải phù hợp với môi trường đó. Ví dụ như ở màu đỏ thì trong người mình nó phải hóa trang màu đỏ để cho khỏi ai phát hiện. Thì bắt đầu mấy anh bộ đội mới chặt cây rồi nó cắm trên xe này nói cuối cùng nó chả ai phát hiện được. Nó lù ra. Cuối cùng bắt đầu mình đi bộ trên xác người, đi bộ dòng dọc theo nửa đêm mà ngồi coi như là đói quá đâu có gì ăn đâu. Rồi bắt đầu là mỗi mình đi, con nhớ con đi với một cái ông bạn ở gần xóm của nhà bà mình đó, đi thì bắt đầu lượm được một chiếc chiếu nữa rồi, một cái lon Kigo. Rồi khi mà đi tới chỗ gần cái bà tháp thì tới đó thì bắt đầu bộ đội mới chặn lại, không cho đi nữa. Lúc đó là đánh ở sân bay Thành Sơn Phan Rang đó. Pháo phá cái sân bay đó thì bắt đầu là mới chui vô rừng, nằm ở dưới rừng. Bữa nay ăn mì tôm mà nhớ đâu có chuyện đâu xa xưa, từ năm 75 thì bắt đầu nằm ở đó. Xong cái một cái sáng trưa chiều tối thì mình cũng đi ra bắt đầu mình thấy cứ xác người rồi bị thương, rồi khiêng ra khiêng vào trên con đường đổ đó. Rồi sau đó bắt đầu mình mới đi bộ tiếp tục rồi tới được ở Phan Rang thì mình chỉ chui vào nhà chùa thôi, nhà xin cơm ăn là ok. Chùa chùa xong bắt đầu là ra chỗ cầu đạo của Phan Rang, chỗ bến xe cũ hồi trước đó. Thì đến đó thì bắt đầu là bắt xe be chặn văng là hàng chặn lại, nhân ngang chặn lại rồi leo lên xe be hồi trước là xe mà coi như là người ta chở củi chở gì đó. Rồi mới tới Cà Ná lại bị kẹt ở đó nữa. Khủng, bị kẹt đánh vào Phan Thiết mà chưa xong coi như là kẹt tá là hết rồi. Rồi xong rồi cuối cùng là phải ngủ lại đó xong chặn xe đi tiếp tục về, coi như là mẹ con ôm nhau khóc qua trời quá đất luôn. Nói chung là khi mà giải phóng Nha Trang mình không về, mình nói để tôi coi cái mấy ông gì cộng nói là người ta đồn nói mấy ông gì cộng là leo cái đu đủ, bảy ông mà leo lên cái ngọn đu đủ mà không rớt à. À, rồi coi như là hỏi ai mà coi như là để móng tay móng chân là mấy ông gì cộng là rút chân
rút móng tay. Mình nói thôi để tôi coi cái mấy ông này làm sao. Đó, cho nên mình mới ở lại khi mà giải phóng đúng tối hôm đó là đốt cái chợ đồng. Rồi mình theo xe mình đi lấy gạo đấy, rồi tùm lum xuống dưới kho gạo đường Trần Phú ở dưới chỗ cầu đá đó, lấy gạo mà thì bắt đầu từ đó mình kể lại rồi già khóc quá trời quá đó luôn. Rồi về trường huyện học lại đó, thì cái ăn cơm mà nhớ cái ăn mì tôm mà nhớ chuyện bà Lai. Một chuyện là chuyện có thật nha các bạn, chuyện của mình, chuyện thật ấy. Đó, rồi hôm nay là cuộc sống là như thế này, đến gặp cái thời Covid này. Thôi, thế, cuộc đời là thế. Thôi, mình ăn tiếp tục các bạn. Thôi, mỗi bữa ăn hoặc là cái gì đó mình kể lại cho nó vui thôi. Chứ không phải mình để mọi người phải biết cái chuyện đó là như thế này thế nọ. Ông Đậu cũng bóc hốt, không có. Cái đó chuyện thật đó mà. Có. Đi trên xác người. Mình đi trên xác người. Xin cảm ơn các bạn nha. Lặng lẽ dưới mưa.